Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ, vỡ đê nghiêm trọng, bão số 6 đổ bộ, gió giật cấp 17. Kính thưa quý thính giả, theo tờ báo Lao động sáng nay đưa tin lũ lụt tồi tệ ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc gây vỡ đê nghiêm trọng, ảnh hưởng hàng chục nghìn người. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong những ngày mưa lớn. Hoàn cầu thời báo đưa tin, tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, các đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm do mưa lớn liên tục. Vỡ đê sông Phần đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cường xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua. Chiều dài đoạn đê vỡ lên đến 20 mét, hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực vá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày hôm nay lỗ thủng vẫn chưa được vá. Hơn 1.800 cư dân gần đó đã được sơ tán an toàn. Cũng trong ngày hôm nay, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát nỗ lực sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và lở đất do mưa lớn gây ra. Hơn 20.000 người dân ở Sơn Tây đã được di rời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày này. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài 10 ngày và dự báo còn tiếp diễn trong ngày hôm nay, với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 100mm, thậm chí 200mm, mức cao lịch sử. Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua con sông Trường Biên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Cục khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc dự báo sẽ có những trận mưa như chút vào ngày mai. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra. Tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Quốc, vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay, đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên đến 18.360 m khối trên giây và lượng nước chảy ra lên đến 17.990 m khối trên giây. Theo tờ Hà Nam dự báo, từ ngày hôm qua, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Lãng để trên sông Hoàng Hà giảm mức cao lịch sử 271,18 m và bắt đầu xả lũ với tốc độ 14.100 mét khối trên giây để đảm bảo kiểm soát lũ lụt. Vào ngày mai, vòng giữa của sông Hoàng Hà đã trải qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay, với lưu lượng nước tối đa đạt 18.000 mét khối trên giây. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Bộ Thủy lợi nước đã cử 7 đội công tác đến tuyến đầu và các khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, Bắc Trung Quốc, Hà Nam, Trung Trung Quốc và Sơn Đông, Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát của lụt. Kính thưa quý vị, thiên tai và đại hồng thủy đang càn quét dữ dội tại Trung Quốc, khiến cho ông Tập Cận Bình vô cùng hoảng sợ. Còn người dân của Trung Quốc thì chạy tán loạn đi trú ẩn khắp mọi nơi. Một số thì chạy lên miền Tây Tạng, Sa Tít mù khơi để trú ẩn, vì nơi này được cho là có độ cao 3.000 mét so với mực nước biển. Số khác thì chạy lên những đỉnh núi cao để chính trú. Số còn lại khoảng vài nghìn người đang có ý định vượt biên trái phép sang Việt Nam, xin được tị nạn và làm ăn. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng cùng các cơ quan chức năng ở cửa khẩu biên giới như Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Móng Cái, ngày đêm vẫn canh gác 24/24 giờ để không cho bất kỳ một người Trung Quốc nào tràn sang lãnh thổ của Việt Nam. Bởi lẽ, nếu để người Trung Quốc đặt chân sang đất của Việt Nam vào thời điểm này thì rất nguy hiểm, bởi vì dịch bệnh COVID-19 được cho là đang có những diễn biến xấu và phức tạp tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào rạng sáng ngày hôm nay, mưa to đến rất to, cùng với lũ quét vòi rồng, mưa đá liên tục ầm ầm ào ạt trút xuống Trung Quốc trong vòng 9 tiếng đồng hồ vừa qua, đã nhấn chìm một sân bay, một bến cảng, một căn cứ quân sự và phá vỡ một con đập thủy điện cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Dương Tử, khiến cho các thành phố như Thượng Hải, Vũ Hán, An Huy, Hồ Nam, Chiết Giang, Trịnh Châu ngập chìm trong dòng nước lũ. Điều này đã làm cho người đứng đầu Trung Quốc Tập Cận Bình phải thốt lên rằng trời đã diệt Trung Quốc thật rồi, Bắc Kinh tan nát hết rồi, trời ơi là trời, đất ơi là đất, mưa ơi là mưa. Xin đừng trút xuống Trung Quốc nữa. Và đứng trước bối cảnh tình hình không thể cưỡng cầu được với cả mẹ thiên nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đang sám hối và đang lập đàn cầu khấn xin trời đất ngừng mưa. Tuy nhiên, theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Lũ lụt của Trung Quốc cho biết, những trận mưa to đến rất to cùng với đại hồng thủy ở Trung Quốc vẫn tiếp tục dâng cao, trong đó gần 800 con sông và đập chứa đập thủy điện đang vượt mức báo động đỏ. Trong khi đó,
một tin được cho là đen tối đối với cả Trung Quốc khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này đã đưa ra một cảnh báo và một bản tin dự báo vào lúc 5 giờ 30 lúc sáng ngày hôm nay cho biết Trung Quốc sắp đón nhận thêm một trận mưa lớn vào ngày hôm nay, và trận mưa này dự báo sẽ kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. Nhiều khả năng trận mưa to này sẽ tiếp tục làm ngập nhiều nơi ở khu vực phía nam của Trung Quốc. Qua đó thì Trung tâm Dự báo Động đất và Sóng thần Trung Quốc cho biết thêm rằng trận mưa to vào đêm nay sẽ khiến cho nước sông Dương Tử dâng cao thêm 3 mét và đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp. Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã ra thông báo khẩn cấp, đồng thời yêu cầu toàn bộ người dân tiếp tục di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Họ nói rằng có thể nhờ sang Việt Nam để tị nạn khoảng một vài tháng, vì đợt mưa lũ này có khả năng dự kiến sẽ kéo dài tới cuối tháng 9, tháng 10 mới kết thúc. Kính thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất xấu đối với Trung Quốc khi ngày hôm qua, Trung tâm Phòng ngừa Thiên tai Dịch bệnh Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa trong ngày hôm nay và ngày mai vẫn tiếp tục trút hàng tỷ mét khối nước xuống những con sông, con đập, xuống những thành phố phía nam của Trung Quốc, và dự báo rằng ngày kia mưa còn lây lan sang một số thành phố phía bắc của nước này, gây ra ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Ngoài ra, một số khu vực mà vòi rồng lũ quét, lũ ống đi qua bây giờ còn phát sinh ra một loại bệnh dịch nguy hiểm đến tính mạng con người. Dịch bệnh này được cho là còn nguy hiểm hơn cả dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, phía Trung Quốc hiện vẫn chưa công bố chính thức cho thế giới biết được, và nếu như điều này trở thành hiện thực thì Trung Quốc chính thức bị toang. Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức sẽ bị xóa sổ vào cuối năm nay. Năm 2022, ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bị phế truất. Kính thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc trong một bản tin thời sự vào lúc 19 giờ tối ngày hôm qua đã đưa tin, đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm của mưa lũ ở thượng nguồn của con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đang dồn dập đổ về càng lúc càng nhiều, dự báo là sẽ nhấn chìm về khu vực vùng trũng của Trung Quốc. Do vậy mà chính quyền Bắc Kinh đã cho trực thăng, máy bay quân sự và quân đội di tản gấp người dân thoát khỏi sự nguy hiểm. Việt Nam là nơi mà ông Tập Cận Bình nhắc đến để đưa người dân di tản. Tuy nhiên, liên quan tới nhiều vấn đề trong đó có dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nên Việt Nam ra thông báo cấm cửa người dân của Trung Quốc. Các lực lượng chức năng của Việt Nam nếu phát hiện ra người dân của Trung Quốc có dấu hiệu vượt biên trái phép sang lãnh thổ của Việt Nam bằng con đường bí hiểm nào đó, thì ngay lập tức sẽ bị bắt và trả lại cho phía Trung Quốc. Đây được cho là một hành động rất quyết liệt và cứng rắn của chính phủ Việt Nam trước bối cảnh mà dịch bệnh đang có dấu hiệu xấu và có những diễn biến phức tạp. Tờ báo địa phương của Trung Quốc còn trích dẫn một người dân ở thành phố Vũ Hán 63 tuổi cho biết: "Tôi sống ở thành phố này 3/4 cuộc đời rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thiên tai dịch bệnh tàn phá Trung Quốc như năm nay. Đầu năm chúng tôi đã bị phong tỏa và không được đi đâu bởi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, lây lan mạnh sang thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Sau đó nó lây ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc, khiến cho người dân vô cùng khốn cùng. Các con của chúng tôi công tác ở nước ngoài và thủ đô Bắc Kinh cũng mấy tháng nay không được về đoàn tụ gia đình. Tưởng chừng vào đầu tháng 6 vừa qua dịch bệnh tạm thời được khống chế, chúng tôi chưa kịp ăn mừng, thì đột nhiên bão lũ, mưa gió lại tiếp tục xuất hiện, kèm theo đó là những trận động đất, lũ quét, sạt lở, bão tố liên tục xảy ra, khiến toàn bộ những tỉnh phía Nam, phía Tây của Trung Quốc bị ngập nước. Cuộc sống của chúng tôi bị cô lập hoàn toàn sau hơn 2 tháng, tưởng trận mưa bão đã chấm dứt, nhưng đến nay nó vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Người dân ở thành phố Vũ Hán còn nói tiếp: "Hôm qua tôi có nghe chương trình dự báo thời tiết thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước tôi cho biết, hiện mưa to vẫn còn xuất hiện, từ chiều nay cho đến hết tháng 8, thậm chí còn kéo dài sang cả tháng 9. Vì đây mới là đỉnh điểm của mưa lũ." Ông còn nói rằng, tất cả những điều trên đang làm cho cuộc sống của người dân Trung Quốc ngày càng khó khăn. Trời đang diệt Trung Quốc thật rồi. Ông ta còn nói, hiện người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang lực bất tòng tâm. Ông ấy cũng kêu gọi nhiều nước trên thế giới tài trợ ủng hộ lương thực, vật chất cho người dân của chúng tôi bị lũ lụt. Nhưng hiện tại chưa có một nước nào trên thế giới ra tay ủng hộ giúp đỡ chúng tôi. Không phải vì họ không thương chúng tôi, mà bởi vì họ đã mất lòng tin với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Người dân chúng tôi không được theo dõi trên Facebook cũng như YouTube trên thế giới. Nhưng chúng tôi cũng cập nhật được ở một số tờ báo của quốc tế nói rằng Trung Quốc gieo gió ắt sẽ gặp bão, chính phủ của ông Tập Cận Bình chuyên đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải ở ngoài Biển Đông với vùng biên giới các nước trong khu vực. Nên bây giờ mẹ thiên nhiên cùng đấng tối cao được cho là vẫn ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Hôm qua hãng tin CNN, một trong những hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, hiện Trung Quốc đang hết sức rối ren về tình hình mưa bão, lũ lụt vẫn đang hoành hành. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây chiến với các nước ở Biển Đông và những vùng biên giới xung quanh lãnh thổ của Trung Quốc. Hôm qua, vào lúc 16 giờ quân đội của Ấn Độ đã lên tiếng nói rằng, binh lính của ông Tập Cận Bình đã cho nã 6 quả tên lửa đạn đạo xung quanh vùng biên giới giữa hai nước trên. Mục đích là để gây gổ, bắt nạt. Hiện thông tin đó đang được phía Ấn Độ cung cấp. Hiện thông tin đó đang... Bye.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết vỡ đê, động đất, sóng thần, lại đến lốc xoáy và nhiều thảm họa khác đang giáng xuống đất nước tỷ dân, hàng xóm xấu bụng của người Việt Nam. Những làn sóng di dân Trung Quốc đang ồ ạt chạy trốn vào miền Nam nước này, tức là phía Bắc biên giới Việt Nam. Họ không dám chạy về phía Bắc Trung Quốc bởi nếu kiểu gì, có ở nơi nào thì chỉ qua ít ngày hồ sơ của họ cũng được báo lên chính quyền. Việc bỏ trốn không có trình tự khỏi quê hương đang là vấn nạn của đất nước này. Khi pháp luật cho nó là một cái tội đã trốn thì trốn hẳn sang Việt Nam hoặc Campuchia. Mưa vẫn đổ dồn nơi đầu nguồn sông Dương Tử khiến người dân Trung Quốc lo lắng, không thể có một tâm trạng làm việc gì đó. Ngay cả việc cho con nhỏ đến trường cũng gặp vấn đề rắc rối khi bậc làm cha làm mẹ biết rằng những trận lũ bất chợt ập đến hoặc có một trận động đất xảy ra. Theo thống kê mới nhất, trong tháng vừa qua đã có 4 trận lũ lớn và 3 trận động đất, 4 lần vỡ đê ở tỉnh này. Nhưng con số thiệt hại về người và của cao nhất nước. Con số người du lịch đã vắng tanh, vắng ngắt so với những năm trước đây, mặc dù tỉnh thành này có số lượng khách du lịch nhiều đứng thứ hai của Trung Quốc. Bên cạnh tỉnh Hồ Nam, mưa lũ cũng hoành hành không kém tỉnh Hồ Bắc, nhưng chỉ có một trận vỡ đê xảy ra ở sông Đà Giang. Thay vào đó, tỉnh thành này đã bị một trận sóng thần càn quét vào thành phố Nhạc Dương xuất phát từ Hồ Động Đình. Các nhà khoa học Trung Quốc vẫn đang đổ xô đến Hồ Động Đình để tìm hiểu nguyên nhân tại sao nước trong Hồ Động Đình lại trút xuống 2 mét. Trong khi mưa vẫn đang rơi triền miên không dứt, theo số liệu phân tích ban đầu, các nhà khoa học nghi ngờ trên đảo Quân Sơn có núi lửa hoạt động nên dẫn đến bị sụt lún. Nhưng những gì đang xảy ra lại hoàn toàn khác với những dự đoán ban đầu. Theo nhân chứng người Việt Nam, anh Nguyễn Viết Tuấn đi du lịch ở thành phố Nhạc Dương kể lại, giữa hồ Động Đình có một hòn đảo mọc lên 72 ngọn núi thiên cảnh gọi là đảo Quân Sơn. Tuy nhiên, sau trận động đất xảy ra 7,4 độ Richter thì cả đảo Quân Sơn có 72 ngọn núi này đã biến mất. Tiếp theo đó là một cơn sóng thần từ Hồ Động Đình lao thẳng vào thành phố Nhạc Dương. Anh Tuấn thoát nạn vì khi đó mắc ở một chung cư 8 tầng, nhiều người bị trận sóng thần cuốn trôi đi mất tích. Trận sóng thần diễn ra chỉ có vài phút và trả lại sự yên ả, nhưng nó đã làm hơn 2.000 người thiệt mạng và mất tích. Nước trong hồ tự nhiên rút xuống 2 mét. Nếu có núi lửa phun trào thì thiên thạch đã bị đẩy lùi lên trên mặt nước. Tuy nhiên, mặt nước vẫn phẳng gần như không có dấu hiệu của 72 ngọn núi trên đảo Quân Sơn tồn tại trước đó. Trong 2 ngày đêm vừa qua, các nhà khoa học không thể đo được độ sâu của nước trong hồ. Mặc dù nước khi xảy ra động đất, người ta gọi hồ Động Đình là hồ nước nông. Chính là nơi 72 ngọn núi trước đó giờ là một nơi sâu đáy. Một đặc điểm khác nữa mà các nhà khoa học không thể lý giải. Một nửa bờ nam của hồ Động Đình nước trong xanh ngắt, nhưng một nửa hồ phía bắc lại có màu đỏ như máu. Dòng nước bên bờ nam trong xanh khá mặn, đo được nồng độ muối khá cao, còn bờ bắc nước lại màu đỏ tanh như máu. Các nhà khoa học cho rằng nước từ ngoài biển đã tràn vào đây gây nên nồng độ muối rất cao. Tuy nhiên, điều này trái ngược với thực tế, bởi nếu nước biển tràn vào có nghĩa là có đường ăn thông ra biển. Nhưng biển gần nhất cũng cách tỉnh thành này là 700 km. Hơn nữa, nếu nước biển tràn vào thì mực nước phải dâng lên chứ không thể hạ xuống 2 mét. Riêng về nửa mặt bắc, nước màu đỏ như máu thì không ai có thể giải thích được. Đây là hiện tượng hiếm có, khó gặp trên thế giới. Trận động đất đã diễn ra 3 ngày nay nhưng các nhà khoa học vẫn chưa được điều động về hồ Động Đình. Ai cũng muốn tìm ra nguyên nhân hiện tượng này để trở thành người nổi tiếng nhất nhưng thất bại. Người dân Trung Quốc bàn tán nhau rằng dù cho tất cả các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu cả đời cũng chẳng tìm ra một nguyên nhân thuyết phục, bởi đây là sự thắp đặt của trời đất. Nó cũng giống như trước đây, ông trời tạo nên đảo Quân Sơn giữa lòng hồ, trên đó có 72 ngọn núi. Bởi vậy, cách tốt nhất là hãy mua lễ vật thật hậu hĩnh, cúng lễ vì đây là điểm gở. Kính thưa quý vị khán giả, vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương, một cơn lốc xoáy kinh hoàng đã xuất hiện ở xã Trường Dương, huyện Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc. Đây là khu vực có con đập Tam Hiệp nổi tiếng của Trung Quốc được đồn đoán là có nguy cơ sắp bị vỡ.
Tuy nhiên, người dân ở tỉnh thành này cũng chẳng biết chạy đi đâu. Khi mà lệnh của nhà nước ban ra, ai di chuyển làm mất trật tự công cộng, gây hoang mang lòng dân sẽ bị bắt. Người ta cũng không thể di chuyển lẻ cá nhân, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài tiền bạc cũng có thể được. Tuy nhiên, chuyện di chuyển đi đâu, làm gì để sống hoàn toàn khác cho một gia đình đến một nơi xa xôi, không người nương tựa. Bởi vậy, gần cả 100 triệu người dân của tỉnh thành này đều tặc lưỡi. Có người có ta, làm gì phải hoảng sợ. Trận lốc xoáy chiều hôm qua bắt nguồn từ sông Dương Tử, kéo theo nhiều vật thể lạ trên trời. Khi nó di chuyển được khoảng 10 km thì tốc độ của nó bỗng đột ngột tăng cao và vòng xoáy của nó tạo ra ngày càng lớn. Người ta đã đo được chu vi của chiếc vòi rồng này có đường kính là 1.080 m, tức là vào khoảng hơn 1 km. Nó đi qua nhiều làng mạc, thành phố rồi tấn công vào sân bay quân sự Trường Dương mãnh liệt. Lúc đó, sức gió lên đến 800 km/h đã cuốn theo 27 chiếc máy bay quân sự lên trời cao. Khi đi qua trung tâm xã Trường Dương thì những chiếc máy bay này mới rơi xuống đất. Tính từ sân bay về trung tâm xã khoảng 10 km. Như vậy, những chiếc máy bay này bị gió lốc xoáy cuốn lên trời cao lơ lửng 10 km khi rơi xuống đúng một cánh đồng ngô đang mùa thu hoạch. Theo nguồn tin, trên cả một cánh đồng ngô khi đó bùng cháy dữ dội bởi gần 30 chiếc máy bay bị rơi từ độ cao 4.000 m xuống đất phát nổ. Còn những chiếc máy bay va chạm vào nhau từ trên trời tạo ra những tiếng nổ và đám mây trên không trung. Nhưng ban đầu ai cũng nghĩ đó là những tiếng sấm, tiếng sét. Rất may mắn trên cánh đồng ngô lúc đó không có người nên không có ai bị thương tích. Tuy nhiên trước đó trong xã Trường Dương có 16 người bị gió cuốn lên không trung và bị rơi xuống sau những chiếc máy bay này và họ đều thiệt mạng. Cơn lốc xoáy này sau đó tấn công lên bờ đê đập Tam Hiệp, nhưng khi đó sức gió đã yếu nên bờ đê không bị ảnh hưởng lớn. Những ngày tháng qua, dị tượng liên tiếp xảy ra ở nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Cơn lốc xoáy vòi rồng được hiểu là hiện tượng một luồng không khí xoáy tròn mở rộng ra từ một đám mây rông xuống tới mặt đất. Theo các nguồn tư liệu từ người dân địa phương, lốc xoáy xuất hiện sau những khung nhà cao tầng và cuốn đi mọi thứ. Nó đi qua bụi rác, một số mảnh giấy vụn và lá cây quay tròn trong cơn lốc xoáy, bầu trời tối sập lại, cây cối bị gió quật nghiêng ngả. Lốc xoáy này có thể phát triển từ một cơn dông lớn khiến cho lớp không khí lạnh đè lên lớp không khí nóng. Cơn lốc xoáy theo hình ảnh ghi lại của người dân cho thấy những tiếng giật đùng đùng liên tục, đôi khi ồn ào như tiếng tát nước. Cơn lốc xoáy này có đường kính vài chục mét và hiện tại vẫn chưa ghi nhận ca thương vong nào liên quan. Ở một bối cảnh khác, cơn lốc xoáy xuất hiện ở một vùng nông thôn đầu tiên. Nó bắt nguồn từ các dãy núi, sau nó di chuyển chậm chạp xuống các cánh đồng gần kề và hình thành một chiếc phễu khổng lồ. Lúc này, nó đủ mạnh và có sự kết hợp với các luồng khí đối lưu. Cơn lốc xoáy bắt đầu di chuyển nhanh hơn và mang theo cả tiếng sấm sét. Tất cả những cây cối quanh đường cơn lốc đi qua đều bị cuốn vào vòng xoáy, một số cây khác thì bị đốn ngã. Chúng bắt đầu càn quét hoa màu trên các cánh đồng và đồi bằng cách nhấc bổng tất cả lên không trung. Cơn lốc bắt đầu tiến về phía ngôi làng, đồng thời mang theo những tia sét lóe lên giữa cánh đồng như những lời đe dọa, bầu trời xịt xuống và tối sầm đen kịt. Lốc xoáy còn hiện diện ở các thành phố lớn và mang theo những trận mưa to khủng khiếp. Thưa quý vị, vẫn là những hình ảnh các bụi bay mù mịt, tất cả những thứ xung quanh cơn lốc xoáy đều bị nhấc bổng lên không trung rồi quay vòng tròn như cối xay gió. Thế nhưng các phương tiện ở ngoài đường phố vẫn bất chấp nguy hiểm để di chuyển qua khu vực này. Với một cường độ lớn nên cơn lốc xoáy này có thể nuốt chửng những chiếc xe tải có trọng lượng hàng chục tấn, bầu trời đen kịt như đang về đêm. Mặc dù theo dõi địa phương vẫn là ban ngày, với tiếng rền vang như tiếng tàu hỏa sắp đến giật đùng đùng và liên tục, những luồng sét nhanh đánh xuống cây cối và cột đèn ven đường khiến nhiều phương tiện đang di chuyển trở nên khủng hoảng. Tất cả nguồn điện quanh khu vực tắt ngay lập tức, mưa lớn và sấm chớp vẫn tiếp tục diễn ra. Cơn lốc xoáy đã khiến cho nhiều cột đèn cao thế trên các doanh nghiệp bị đổ nghiêng ngả.
Theo các video từ hiện trường cho thấy, một cây cột điện đã đổ vào các phương tiện giao thông của người dân, khiến cho một số ô tô bị biến dạng. Ở một góc quay khác, nhiều hình ảnh cho thấy một cơn lốc xoáy khác có cường độ mạnh ở vùng nông thôn. Cơn lốc có màu đen và đường kính hàng trăm mét đang càn quét và tiến gần vào các ngôi nhà lân cận. May mắn thay, những ngôi nhà kiên cố đã không bị bung mái và hư hỏng. Mặc dù cơn lốc đi qua với tốc độ nhanh và cường độ mạnh, cơn lốc làm bụi bay mù mịt, đồ vật xung quanh bị nhấc bổng lên và quay tròn. Các ngôi nhà đã phải đóng cửa để đề phòng rủi ro thiệt hại về người. Mặc dù vậy thì nhiều phương tiện vẫn bất chấp di chuyển qua khu vực này. Tuy nhiên, để tránh rủi ro thì các phương tiện đã đi với tốc độ rất nhanh. Cơn lốc dần giảm được cường độ, những cột gió tản ra nhiều hơn và may mắn không có thiệt hại về người hay tài sản. Ngoài ra, cơn lốc còn tràn qua những con đê thổi bay cát bụi lên không trung. Những luồng lốc xoáy mạnh dần lên và cuồn cuộn hơn. Cũng theo một camera hành trình của người dân Đại Lục ghi lại, cơn lốc xoáy này bắt nguồn từ các cánh đồng đã qua mùa thu hoạch, sau đó chúng nhanh chóng tấn công các khu dân cư gần đó. Chúng càn quét cây cối và đồ đạc ngoài trời. Nhiều người dân sợ hãi phải đóng kín các cửa ở trong nhà. Những cơn lốc xoáy mang theo vòi rồng có thể xuất hiện ở các con đê dọc theo các cánh đồng, mang theo những vòi rồng đâm thẳng lên bầu trời. Cơn lốc di chuyển tốc độ chậm chạp để kịp bẻ gãy những cây cối nơi chúng đi qua. Thưa quý vị, lại là hình ảnh những cơn lốc xoáy vòi rồng nữa mà người dân đã ghi lại được. Trong khi đó, cơn lốc xoáy này đã khiến cho bầu trời thành phố thành những mảng sáng tối kỳ lạ. Giống như những cơn lốc xoáy khác, nó càn quét tất cả những thứ ngang đường và làm hư hại nhiều tài sản. Hiện tại, thảm họa thiên tai xảy ra tại đất nước Trung Quốc và chúng ta cùng quay trở lại để xem rằng thiên tai thảm họa đó là những thiên tai gì. Bão Chepa, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào khu vực ven biển Maoming, Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua, là cơn bão số 1 của Trung Quốc trong năm nay. Chiều qua, một tàu công binh của Trung Quốc đã bị hỏng, bị mắc kẹt ở vùng biển gần Quảng Đông, ngay gần tâm bão ở Phú Dung. Lực lượng cứu hộ Hồng Kông đã tiến sâu vào mắt bão với sức gió 144 km/h, nhưng họ chỉ biết đứng nhìn tàu vỡ thành hai mảnh dưới sức tấn công của sóng lớn và chìm dần xuống nước. Trên tàu có khoảng 30 thuyền viên, nhưng cuối cùng chỉ có 3 người được cứu. Phần nhô ra biển cao tới 10 mét, thân tàu kỹ thuật điện gió ngoài khơi bị xẻ đôi, phần mũi tàu bị nước biển nuốt chửng, chỉ còn phần đuôi tàu nổi và chìm trong sóng lớn. Dịch vụ bay Hồng Kông đã điều động 40 bay trực thăng vào chiều qua, trong điều kiện sức gió lên tới 144 km/h và tầm nhìn xa là 500 mét. Họ đã liều mình bay đến hiện trường vụ tai nạn để treo cổ và giải cứu một số các thành viên thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trên bò. Trước khi lực lượng cứu hộ có thể rời khỏi hiện trường, con tàu Jinfu 001 dài 204 mét đã suýt chìm xuống nước. Con tàu bị chết máy gần vùng biển Dương Giang, Quảng Đông và gần tâm bão Chepa. Chưa kể thời tiết khắc nghiệt, gần đó trang trại điện gió ngoài khơi đầy chướng ngại vật khiến việc cứu hộ khó khăn hơn. Trong số 30 thuyền viên trên tàu, cuối cùng chỉ có 3 người được cứu, những người còn lại rơi xuống biển vẫn chưa xác định được. Các quan chức Trung Quốc vẫn giữ im lặng về việc này, thậm chí còn cố tình gỡ bỏ tin cứu hộ. Theo ghi nhận của phóng viên CCTV, Trạm Giang, Quảng Đông trên biển đầy sóng trắng xóa. Gió mạnh xen lẫn sóng lớn đập vào bờ tạo thành một lớp sương mù, toàn bộ bờ biển là màu trắng. Bão Chepa còn được gọi là Siam ở Hồng Kông. Quả cầu Ba Phen lần đầu tiên quét qua phía tây nam của Hồng Kông vào sáng qua, nhưng hoàn lưu bên ngoài đã bị ảnh hưởng trong 21 giờ và gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào Hồng Kông. Chepa đã đi về phía nam và đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông với mưa bão mạnh vào chiều qua. Lượng mưa lớn đã xảy ra ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác. Trong vòng 24 giờ tại Tam Á, Hải Nam, lượng mưa tích lũy đạt 300 mm, phá kỷ lục lịch sử trong một ngày trong tháng 7. Một phóng viên của CCTV báo cáo phần sâu nhất của Tam Á lên đến thắt lưng, thậm chí qua nhà cư dân ở các đường phố lân cận. Mặc dù Phú Dung đang dần di chuyển ra xa, dự kiến sẽ suy yếu và tan ở Quảng Tây vào ngày kia, nhưng trách nhiệm tiếp theo đối với việc giải cứu các tàu công binh ngoài khơi ở Quảng Đông sẽ tiếp tục mở rộng. Kính thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Cung điện Hồng Kông ban đầu dự kiến mở cửa hôm nay, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão Chepa, việc mở cửa đã bị hoãn lại đến ngày mai.
Bão Chaba đổ bộ, cầu tàu hung hom ở Hồng Kông đầy gió và mưa, nhưng vẫn có những người Hồng Kông liều mình ở ngoài trời. Người Hồng Kông nói, sáng nay tôi thấy gió mạnh hơn nữa, tôi nghĩ nó còn mạnh hơn cả bão Rian Rock. Lần trước tôi đến cầu Bắc Tinh Di để đuổi gió và tôi thấy gió là không mạnh như lần này. Một cô gái trẻ đến từ Bắc Kinh lần đầu tiên trải qua cơn gió mạnh trong ngày bão táp. Cô Yuan, một công dân của Bắc Kinh cho biết, tôi chưa bao giờ thấy một cơn gió mạnh như vậy. Cơn gió này thực sự rất mạnh và mạnh. Phóng viên đài truyền hình Hồng Kông TVB Chung Chia-hi, khi sóng gió mạnh nhất ở bến tàu Hung Hom, bạn phải đứng lên một chút và nghiêng người về phía trước một chút mới có thể đứng vững được. Đôi khi bờ biển bị phình ra, thậm chí bạn đeo mặt nạ, bạn sẽ không thể đứng yên, cảm giác như bị kim châm rất đau. Gió giật mạnh của bão đã thổi tung rác thải lên không trung. Một dàn giáo bị sập ở Hồng Kông, rất may không có ai bị thương. Wu Wenxiang, giám đốc dịch vụ bay của chính phủ Hồng Kông cho hay, chiếc trực thăng đầu tiên không thể thực hiện bất kỳ cuộc giải cứu nào do thời tiết xấu vào thời điểm đó. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, một con tàu kỹ thuật đã bị hỏng gãy làm hai, cách Hồng Kông khoảng 300 km về phía tây nam. 30 thành viên thủy thủ đoàn đã bỏ tàu và trốn thoát. Vị trí gần tâm bão, tốc độ gió lên tới 144 km/h và tầm nhìn xa là 500 m. Hồng Kông đã điều động 3 tàu trực thăng cứu hộ. Ngoài ra do ảnh hưởng của bão, bảo tàng cung điện Hồng Kông, nơi dự kiến mở cửa ban đầu là hôm nay, cũng được đổi thành ngày mai. Thưa quý vị, bão Chaba đổ bộ Hồng Kông đã làm cho hơn 20 người mất tích. Dịch vụ bay của chính phủ Hồng Kông cho biết, một tàu xây dựng chở 30 người đã bị rơi khi cơn bão Chaba đi qua. Bão Chaba được gọi ở Hồng Kông là Siam Ba, mang theo gió mạnh về phía Hồng Kông và làm cho hơn 20 thành viên phi hành đoàn đã mất tích. Cơ quan bay của chính phủ Hồng Kông cho biết 3 người đã được giải cứu và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục ở vùng biển cách Hồng Kông khoảng 300 km về phía tây nam. Cơ quan bay chính phủ Hồng Kông cho biết một số thành viên phi hành đoàn đã bỏ tàu để trốn thoát và điều kiện thời tiết xấu đã cản trở nỗ lực cứu hộ. Bão Chaba đổ bộ vào Hồng Kông, một trong những trung tâm tài chính của thế giới, mang theo mưa to và gió lớn, buộc các phương tiện giao thông công cộng phải tạm ngừng hoạt động và nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Bão Chaba đã đổ bộ vào quận Dien Bai, thành phố Miao Minh, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 3 giờ chiều qua. Các nhà dự báo thời tiết Hồng Kông đã hạ cảnh báo bão xuống bão số 3. Kính thưa quý vị khán giả, bão Chaba đổ bộ vào Quảng Đông mang theo mưa lớn. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết bão Chaba đã đổ bộ vào bờ biển thành phố Miao Minh, tỉnh Quảng Đông chiều nay, trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền trong năm nay. Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác đã trải qua lượng mưa lớn cấp độ mưa bão và với lượng mưa ở thành phố Tam Á, Hải Nam đã phá vỡ kỷ lục lịch sử trong một ngày. Theo CCTV, cơn bão Chaba có tên gọi là Siam Ba ở Trung Quốc đã đổ bộ vào khu vực ven biển Miao Minh, Quảng Đông lúc 3 giờ chiều qua, trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong năm nay, sẽ ảnh hưởng xấu đến nông nghiệp, chăn nuôi và sản xuất thủy sản. Báo cáo dẫn lời nhà phân tích khí tượng Min Yuki cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa phù dung mang theo nhiều hơi nước và các trận mưa lớn từ trên xuống đã xảy ra ở nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc, trong đó lượng mưa tập trung ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác. Theo báo cáo, mưa lớn bắt đầu ở Hải Nam và Quảng Đông từ ngày hôm kia. Từ 8 giờ sáng hôm qua đến 8 giờ sáng hôm nay, lượng mưa ở Tam Á, Hải Nam đã lên tới 300 mm, phá kỷ lục địa phương về lượng mưa một ngày trong tháng 7. Trong thời gian lượng mưa vượt quá 100 mm trong một giờ, sân bay Tam Á Phượng Hoàng hôm nay bị đình chỉ do lũ lụt và nhiều tuyến đường trong khu vực bị xả nước, buộc nhiều người dân phải ra ngoài bằng thuyền. Ngoài ra, hai quận tự trị Luzon và Quảng Đông ở Hải Nam có lượng mưa một ngày lần lượt là 209,4 mm và 136 mm, cũng phá kỷ lục địa phương về lượng mưa một ngày vào đầu tháng 7. Chịu ảnh hưởng của cơn bão Chaba, lượng mưa chính sẽ tập trung ở Hải Nam từ ngày hôm qua đến hôm nay, Quảng Đông từ ngày hôm nay đến ngày mai và Quảng Tây từ tối ngày nay đến đầu tuần tới. Để đối phó với cơn bão số 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Trung Quốc vào chiều qua đã ra thông báo khẩn cấp
yêu cầu Sở Nông nghiệp và Nông thôn các khu vực liên quan làm tốt công tác phòng chống bão và khắc phục hậu quả sản xuất sau thiên tai. Thông báo yêu cầu tàu thuyền đánh cá và người nuôi trồng thủy sản hoạt động trên các vùng biển liên quan phải trở về càng sớm càng tốt hoặc vào nơi tránh sóng gió gần đó, làm tốt công tác bảo vệ chuồng trại để bảo đảm an toàn cho nhân sự, kiểm tra toàn diện và củng cố các loại cây ăn quả và cơ sở vật chất trong các nhà kính để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Thông báo cũng yêu cầu tất cả các địa phương cần tăng cường liên lạc và tham vấn giữa các cơ quan khí tượng, khẩn cấp, thủy lợi, hàng hải và các bộ phận khác theo dõi đường đi di chuyển của bão. Chú ý theo dõi diễn biến của thiên tai và sử dụng các phương tiện khác nhau công bố thông tin cảnh báo sớm và các biện pháp phòng ngừa kịp thời. Thưa quý vị, sau khi đi qua vùng biển Hồng Kông, bão Cha Ba đã đổ bộ vào bờ biển thành phố Ma Minh, tỉnh Quảng Đông, mang theo gió mạnh và mưa lớn cho khu vực địa phương. Trước khi bão Cha Ba đổ bộ, đã xảy ra một trận lốc xoáy có đường kính 50m ở Triều Châu, Quảng Đông. May mắn là không ai bị thương. Trong khi Tam Á, Hải Nam, lượng mưa giảm khoảng 300mm, lập kỷ lục địa phương về lượng mưa một ngày trong tháng 7. Sau khi đổ bộ vào chiều qua, gió mạnh đã thổi đổ nhiều cây xanh bên đường, ô tô bị mắc kẹt dưới sông cuốn lên bờ. Rất may được lực lượng cứu hỏa giải cứu kịp thời. Hiện tại, bão Cha Ba đang di chuyển theo hướng Bắc, mặc dù sức mạnh tiếp tục suy yếu nhưng sẽ gây mưa lớn ở Quảng Tây. Quý vị thân mến, tại Quảng Đông, Trung Quốc đại lục, trong một ngày hôm qua đã xảy ra 3 trận lốc xoáy khiến mái nhà tôn của nhà máy bị lật gây thiệt hại nặng nề. Truyền thông đại lục phân tích rằng đây là do ảnh hưởng của bão Cha Ba. Rất may là không có báo cáo thương vong. Ở sán đầu Quảng Đông, cả một dãy cư dân đang đi tham quan từ biển đã quan sát cột nước hùng vĩ đang tiến đến từ xa. Một người dân sán đầu nói, chà, nhìn mặt nước đó, nó đang tiến lại gần. Cũng trong sáng sớm ngày hôm qua, một cơn lốc xoáy cũng đã xuất hiện tại Triều Châu, Quảng Đông sau khi hất tung mái tôn của một nhà máy bị xé toạc tại chỗ. Các nhà sản xuất bị ảnh hưởng nói, phản ứng đầu tiên vẫn là sợ hãi, chắc tôi chưa từng thấy một cơn lốc xoáy lớn như vậy bao giờ. Khi bước ra xem, tôi hoàn toàn choáng váng vì toàn bộ nhà máy đổ nát, kết cấu thép mái bị biến mất hoàn toàn. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, chỉ riêng trong ngày hôm qua tại tỉnh Quảng Đông đã có 3 trận lốc xoáy xảy ra, rất may không có thương vong về người. Bản tường thuật của CCTV đại lục, trong khoảng thời gian đó, phạm vi tối đa trên con đường bị ảnh hưởng là 50-80m và cuối cùng suy yếu và biến mất gần làng Long Mai. Thời lượng khoảng 5 phút và toàn bộ con đường khoảng 1-2km. Kể từ tháng trước, một trận lốc xoáy đã được ghi nhận ở Quảng Đông. Theo phân tích của các phương tiện truyền thông địa phương, Trung Quốc đại lục thực sự là một khu vực có tỷ lệ lốc xoáy cao. Chỉ vì địa hình hiểm trở nên quy mô không lớn bằng Hoa Kỳ. 3 cơn lốc xoáy ngày hôm qua chủ yếu do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Do ảnh hưởng đến chiều ngày hôm nay, bão số 3 cũng đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nước đầu vào Hồ Tam Hiệp sắp bằng nước tối đa khi thiết kế. Nước lên tới chân đại Phật Lạc Sơn sau 71 năm. Các phương tiện truyền thông đại lục cho biết đây là lần thứ hai nước lên cao tới bản chân tượng Đại Phật ở Lạc Sơn kể từ năm 1949. Ngày hôm nay, đỉnh lũ số 5 trên sông Dương Tử bắt đầu ập đến hồ chứa Tam Hiệp. Dòng chảy đầu vào của hồ chứa đã đạt 73.800 m³/giây, gần bằng vận tốc tối đa ước tính mà đập chịu đựng được là 76.000 m³/giây. Đây cũng là đỉnh lũ lớn nhất gặp phải kể từ khi xây dựng đập Tam Hiệp. Hiện tại, Tam Hiệp đã mở 11 cửa xả lũ, lưu lượng xả đạt 49.400 m³/giây, lập kỷ lục lịch sử mới. Theo mạng lưới thủy văn sông Dương Tử, vào lúc 8 giờ sáng nay, dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đạt 73.800 m³/giây và dòng chảy ra đạt 49.400 m³/giây. Cả hai dòng chảy vào ra đều lập kỷ lục được ghi nhận trong lịch sử. Đoạn video xả lũ Tam Hiệp cho thấy, hồ Tam Hiệp đã mở 11 cửa xả lũ. Đây cũng là đợt xả lũ lớn nhất kể từ khi xây đập Tam Hiệp. Hôm nay, lũ số 5 sông Dương Tử đi qua trung tâm thành phố Trùng Khánh, mực nước tại đây vẫn tiếp tục dâng cao, đỉnh lũ dự kiến sẽ đến vào đêm nay, sáng ngày mai. Đoạn video dưới đây cho thấy tình cảnh thê thảm của Trùng Khánh bị ngập lụt. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước, đỉnh lũ sông Dương Tử đổ vào Trùng Khánh, Hồng Nhai Động, Triều Thiên Môn, Từ Khí Khẩu và nhiều điểm tham quan du lịch khác đã bị ngập lụt. Hôm qua, nước lũ dâng cao ngập đến chân tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn. Đây được cho là lần đầu tiên kể từ năm 1949. Bình thường, mực nước dưới chân Đại Phật Lạc Sơn không lên tới qua ngón chân tượng Phật như thế này. Trùng Khánh thê thảm, thang đo mức nước cao 4m chỉ còn thấy chóp.
nước lũ tràn thẳng vào sảnh của khách sạn Sheraton, chiều thiên môn khổng lồ chỉ còn nhìn thấy biển hiệu. Do những trận mưa lớn liên tiếp gần đây, thành phố Trùng Khánh phải đón nhận trận lụt thứ 5 quét qua. Đường Nabin ở trung tâm thành phố bị nhấn chìm hoàn toàn, chỉ lộ ra một góc biển chỉ đường, cảnh tượng thật kinh hoàng. Cư dân mạng đã đăng lên hình ảnh cho thấy nước ngập quá cả phần vạch chia độ của thước đo mực nước. Thước kiểm soát lũ lụt trên đường phố huyện Hà Xuyên, Trùng Khánh là 212,27m so với mực nước biển. Lũ đã vượt qua thước kiểm soát lũ lụt và chỉ còn thấy một quả bóng. Thang đo có gốc bắt đầu ghi từ 208m tới hơn 212m đã bị ngập tới đỉnh. Như vậy, mực nước là khoảng 4m tại địa điểm này. Hôm nay, cơn lũ số 5 của sông Trường Giang và cơn lũ số 2 của sông Gia Lăng cùng lúc quét qua khu vực trung tâm thành phố Trùng Khánh. Trùng Khánh đã bước vào giai đoạn ứng phó kiểm soát lũ khẩn cấp mức độ 1. Mực nước của trạm thủy văn Thốn Than đạt 190,56m vào đêm qua, gần bằng mực nước của đỉnh lũ lớn ở thượng lưu sông Trường Giang vào năm 1981. Theo ghi chép trong trận Đại Hồng Thủy tháng 7 năm 1981, mực nước của trạm thủy văn Thốn Than đạt mức cao nhất là 191,41m, tốc độ dòng chảy là 85.700m3 mỗi giây. Bắt đầu từ 2 giờ chiều qua, ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt của Trùng Khánh đã được nâng từ cấp 2 lên cấp 1, bước vào giai đoạn kiểm soát lũ khẩn cấp. Vào lúc 6 giờ tối cùng ngày, cảng Triều Thiên Môn hoàn toàn chìm trong nước. Đoạn video cho thấy mực nước thay đổi ở Triều Thiên Môn trước sau dâng lên quá cao, che lấp cả cánh cổng lớn. Người dùng mạng đăng cảnh ngập lụt với lời dẫn: Trùng Khánh bị ngập lụt, sự nguy hiểm lâu dài của đập Tam Hiệp không nằm ở việc đập bất ngờ bị sập, mà nằm ở việc mở các cửa xả nước và xả lũ xuống hạ du. Nếu đúng như vậy, Tam Hiệp không những không ngăn được lũ lụt mà còn gây ra lũ lụt vô tận. Vậy tại sao chúng ta lại cần đến con đập này? Đến hôm nay, mực nước ở trung tâm thành phố Trùng Khánh tiếp tục dâng cao. Nhiều đoạn đầu đường Nam Tân bị nước nhấn chìm, các biển báo chạm xe buýt chỉ cần thấy chót. Nước lũ tràn thẳng vào sảnh khách sạn Sheraton Trùng Khánh. Điểm du lịch cổ trấn từ khí khẩu cũng bị nước lũ tấn công. Cửa vào Triều Thiên Môn, nước dâng cao chỉ còn thấy ba chữ Triều Thiên Môn. Pho tượng đá lớn nhất thế giới Lạc Sơn Đại Phật, nước cũng ngập đến chân Phật từ hôm qua. Thước kiểm soát lũ trên đường phố khu vực Hợp Xuyên, Trùng Khánh, đến nay nước lũ dâng lên quá vạch đo, chỉ còn lại quả cầu trên đỉnh chóp. Đoạn bên dưới tuyến đường sắt Trùng Khánh số 2 cũng bị ngập những tầng dưới, đường ray chỉ cách mặt nước vài mét, giống như cảnh đoàn tàu chạy trên mặt nước trong bộ phim hoạt hình Sen và Chihiro ở Thế Giới Thần Bí của đạo diễn nổi tiếng Miyazaki Hayao. Đây có thể nói là trận lụt lớn nhất mà Trùng Khánh phải trải qua kể từ năm 1981. Có video cho biết tối ngày hôm qua, Trùng Khánh đã ra thông báo khẩn cấp yêu cầu các hộ gia đình ở dưới tầng 3 của thành phố phải sơ tán toàn bộ. Theo cảnh báo lũ lụt do Cục Thủy lợi Trùng Khánh đưa ra, bộ phận sông Trường Giang, đập Thái Viên, khu Du Trung đạt mức nước cao nhất vào sáng ngày mai, dự kiến sẽ vượt qua mực nước đảm bảo từ 8 đến 9 mét. Còn ở trạm Thốn Than, khu Giang Bắc, trong ngày 20, mực nước cao nhất cũng vượt qua mực nước đảm bảo là 8 đến 9 mét. Tại sông Gia Lăng là một nhánh thuộc thượng lưu sông Trường Giang, mực nước cao nhất sẽ xuất hiện tại trạm từ khí khẩu khu đập Sa Bình vào sáng sớm ngày mai, vượt mực nước đảm bảo 9-10m. Cần lưu ý rằng nhiều nhánh của sông Trường Giang đã xuất hiện hồng thủy lịch sử. Sáng sớm hôm qua, quan chức địa phương đã phát động ứng phó chống lũ lụt khẩn cấp cấp 1, cấp cao nhất lần đầu tiên trong lịch sử. Hiện lũ đang đổ dồn về hạ lưu, vào ngày mai, đập Tam Hiệp sẽ đạt đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa, với lưu lượng ước tính lên đến 74.000m3 mỗi giây. Vì lý do này, hôm vừa qua, đập Tam Hiệp đã mở 10 cửa xả lũ khẩn cấp, lưu lượng xả đạt 48.000m3 mỗi giây. Đây cũng là lượng xả lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa Tam Hiệp. Trên thực tế, từ tháng 6 năm nay, đập Tam Hiệp đã có vài đợt xả lũ khẩn cấp, nhưng giới quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc từ đầu tới cuối gọi đó là phát điện, cho đến khi các thành phố phía hạ lưu đập Tam Hiệp như Hồ Bắc, Nghi Xương lần lượt chìm trong nước lũ, không thể che đậy thêm nữa. Phía quan chức mới thừa nhận vào cuối tháng vừa qua, đập Tam Hiệp đã tiến hành đợt xả lũ đầu tiên trong năm nay. Mực nước ở Trùng Khánh đang cao nhất kể từ năm 1981, lấp đầy Tây Hồ trong 3 phút. Với lưu lượng nước hơn 74.000m3 một giây, cơn lũ có thể lấp đầy diện tích hơn 14 triệu mét khối của Tây Hồ trong 3 phút. Trong những ngày gần đây, tỉnh Tứ Xuyên ở thượng nguồn sông Dương Tử liên tục có mưa kéo dài. Chỉ sau 8 ngày, chính quyền đã phải ban hành ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp 1 cấp cao nhất. Đồng thời, sông Mân Giang, Đà Giang, dòng chính của sông Gia Lăng và nhánh sông Bồi Giang ở lưu vực sông Dương Tử cũng hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài.
nước sông lần lượt đổ vào sông Dương Tử và sông Gia Lăng. Sự hợp dòng của hai con sông này tại Trùng Khánh đã gây ra thảm họa lũ lụt. Mực nước tại trạm thủy văn Thốn Than trên sông Dương Tử đạt 191,62m. Đây là mực nước cao nhất kể từ khi trạm được thành lập năm 1939, phá kỷ lục lũ năm 1981 là 191,41m. Theo báo cáo của China News Service, lũ lụt đã lần lượt xảy ra trên sông Dương Tử, sông Gia Lăng và sông Bồi Giang. Năm 2022, lũ số 1 và số 2 hình thành trên sông Gia Lăng, lũ số 4 và số 5 hình thành trên sông Dương Tử. Theo thông tin từ Cục Quản lý Nguồn nước Trùng Khánh, do ảnh hưởng bởi nước thượng nguồn, 6 trạm bao gồm trạm Thốn Than, trạm Chu Đà, trạm Triều Thiên Môn, trạm Thái Viên Bá thuộc sông Dương Tử, trạm Đông Tân Đà, trạm Từ Khí Khẩu và trạm Bắc Bội thuộc sông Gia Lăng đã vượt quá mực nước đảm bảo. Người ta hiểu rằng một khi đạt đến mực nước đảm bảo theo quy định chính phủ của Trung Quốc, những nguy hiểm lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Về vấn đề này, Vương Thế Bình, một nhân viên phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Cục Quản lý Khẩn cấp Trùng Khánh chỉ ra rằng, mặc dù không có mưa lớn trong khu vực, nhưng mưa lớn ở vùng lân cận như Tứ Xuyên vẫn tiếp diễn. Sau khi Tứ Xuyên đưa ra phản ứng khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp 3 vào ngày 11, chỉ trong vòng 8 ngày sau đã nâng cấp lên mức ứng phó khẩn cấp cấp cao nhất, cấp 1 để kiểm soát lũ lụt. Điều này cho thấy những vấn đề nghiêm trọng do mưa lớn gây ra rất đáng quan ngại. Ngoài ra, các sông Mân Giang, Đà Giang, Gia Lăng và phụ lưu của sông Bồi Giang trên lưu vực sông Dương Tử vẫn tiếp tục có mưa cục bộ, mưa to và mưa rất to. Đỉnh lũ sông Mân Giang, Đà Giang và Bồi Giang đều đạt mốc lịch sử. Hai trận lũ ở sông Dương Tử và sông Gia Lăng, lũ sau chồng lũ trước khiến mực nước trạm thủy văn Thốn Than tăng nhanh. Vương Thế Bình cũng đề cập rằng lũ lụt ở Trùng Khánh là do nhiều con sông trong khu vực hội tụ lại. Theo số liệu thực do Cục Khảo sát Thủy văn và Tài nguyên nước thượng nguồn sông Dương Tử công bố, mực nước cao nhất của trạm thủy văn Thốn Than trên sông Dương Tử đạt 191,62m, vượt quá mức kỷ lục ghi chép trong lịch sử năm 1981 là 191,42m. Và lúc 4 giờ sáng nay, lưu lượng nước cao nhất tại trạm thủy văn Thốn Than lên tới 74.600 m³/giây. Dung tích lưu trữ của Tây Hồ Hàng Châu là 14,29 triệu m³. Dựa trên tính toán này, đỉnh lũ có thể lấp đầy gần như toàn bộ Hồ Tây trong 3 phút. Theo thống kê chính thức chưa đầy đủ của Trung Quốc, lũ lụt hiện tại đã khiến hơn 120.000 người ở Giang Bắc, Ba Nam, Giang Tân, Đồng Nam, Đồng Lương và các quận, huyện khác bị ảnh hưởng, hơn 60.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Hiện tại, mực nước sông Dương Tử và sông Gia Lăng ở trung tâm Trùng Khánh vẫn đang dâng cao. Các công viên, chợ, cửa hàng và đường phố ở địa phương đều bị ngập lụt. Chuyên gia, Tam Hiệp làm lũ lụt trầm trọng thêm, nó không nên được tồn tại. Tuyên bố về mục tiêu kiểm soát lũ lúc xây dựng con đập càng được khẳng định là sai lầm. Hôm qua, lũ số 5 trên sông Dương Tử và lũ số 2 trên sông Gia Lăng đã qua trung tâm thành phố Trùng Khánh. Ở bất cứ nơi nào nước đi, mọi thứ đều bị nhấn chìm. Chính quyền Trùng Khánh lần đầu tiên trong lịch sử phải sử dụng lệnh ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 cấp cao nhất. Đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả lũ nhưng Trùng Khánh vẫn còn ngập lụt. Một lần nữa, khả năng kiểm soát lũ lụt của Tam Hiệp lại bị đặt dấu hỏi. Gần đây, khu vực đô thị chính của Trùng Khánh đã phải hứng chịu một trận lũ lụt thảm khốc. Theo số liệu từ mạng lưới thủy văn sông Dương Tử của Đại Lục, vào lúc 8 giờ 15 phút sáng nay, mực nước của trạm thủy văn Thốn Than đạt đỉnh 191,62m, vượt quá mực nước đảm bảo là 8,12m, mức cao nhất trong cả trăm năm qua. Lù Media đưa tin hơn 260.000 người bị ảnh hưởng trong thành phố, hơn 20.000 cửa hàng bị ngập, nhiều địa danh như Từ Khí Khẩu, Nam Tân Đường, Triều Thiên Môn đều bị ngập sâu trong nước. Cột đo mực nước lũ tại Trùng Khánh cao hơn 4m đã chỉ còn thấy phần chóp. Tam Hiệp đã mở 11 cửa xả lũ lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình với lưu lượng xả 49.200 m³/giây. Trùng Khánh nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, hứng chịu lũ lụt. Năng lực chống lũ của đập Tam Hiệp một lần nữa bị giới quan sát hoài nghi. Chuyên gia thủy lợi đang sống ở Đức Vương Duy Lạc nói với tờ báo tiếng Đức Deutsche Welle rằng việc kiểm soát lũ của dự án Tam Hiệp trong trận lũ lần này không bao gồm việc bảo vệ Trùng Khánh, bởi vì bất kỳ con đập lớn nào cũng không thể thông qua việc chặn dòng lũ hoặc cắt giảm lượng nước lũ mà bảo vệ được các khu vực thượng du. Ngược lại, chính việc nâng cao mực nước tại vị trí của con đập, thành phố tại thượng nguồn sẽ bị lũ đe dọa nhiều hơn, thảm họa lũ lụt càng nặng hơn. Tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, Trùng Khánh đang ở thượng nguồn và phải thực hiện nhiệm vụ chặn lũ. Nếu không bị ngăn chặn, các khu vực phía đông Trùng Khánh, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử sẽ bị cuốn trôi, bao gồm Cảnh Giang, Nhạc Dương, Cửu Giang và toàn bộ khu vực Hán Trung, nơi liên quan đến tính mạng và tài sản của hàng trăm triệu người.
Tuy nhiên, ông Vương Duy Lạc cho rằng thượng nguồn Tam Hiệp muốn xả nước thì hạ lưu sẽ bị kẹt, đứng ở vị trí của Tam Hiệp, nó nên làm gì bây giờ? Có nên xả hay không? Ông Vương chỉ ra, trong trận lũ năm nay, cái gọi là lợi ích kiểm soát lũ lụt của dự án Tam Hiệp thật đáng thất vọng, thấp hơn nhiều so với lợi ích kiểm soát lũ lụt mà các chính trị gia và những người khác đã hứa với người dân Trung Quốc trước và sau quy định về dự án Tam Hiệp. Trước đó, David Zaman, giáo sư địa lý tại Đại học Alabama, người chuyên nghiên cứu lũ lụt ở sông Dương Tử ở Trung Quốc, cũng chỉ ra rằng hồ chứa Tam Hiệp không thể đối phó với lũ lụt nghiêm trọng như vậy trong năm nay. Ông nói, tổng dung tích chống lũ của hồ Tam Hiệp chỉ chứa được một phần nhỏ trong tổng lượng lũ sẽ tới hạ du đập và sông Dương Tử. Vì vậy, bình thường nó có thể chứa được một phần lũ, nhưng trong điều kiện khắc nghiệt như thế này, nó không có cách nào đem lại tác dụng hiệu quả. Hoàng Quân Hồng, con trai của chuyên gia kỹ thuật cấp nước nổi tiếng của Trung Quốc Hoàng Vạn Lý cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NTD TV rằng cha của anh đã phản đối việc xây dựng con đập tại một cuộc họp đánh giá xây dựng đập Tam Hiệp vì Trùng Khánh và Vũ Hán là hai thành phố lớn nằm trên trục sông chính. Việc xây đập là không được phép, cho dù có xây cũng không ngăn được lũ mùa hè và đây chính là sai sót lớn nhất trong thiết kế của hồ chứa nước Tam Hiệp. Thượng nguồn Tam Hiệp sắp có lũ số 4, áp lực xả nước mạnh trong hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, các dự án kiểm soát lũ trên lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài đã phải đối mặt với 5.237 nguy hiểm trong mùa mưa năm nay. Miền Trung ngập lụt của Trung Quốc một lần nữa phải đối mặt với một đợt lũ mới. Dự báo mới nhất cho thấy đỉnh lũ của các đoạn sông Phù Giang, Gia Lăng, khúc sông Dương Tử đoạn đi qua Trùng Khánh sẽ tiếp tục xuất hiện trong 2 ngày tới. Lũ 4 thượng nguồn Tam Hiệp sắp thành hình. Theo báo chí Trung Quốc, bắt đầu từ 2 ngày trước, khu vực phía Tây của lưu vực Tứ Xuyên đã hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong năm nay, thậm chí là mưa rất lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trong 2 ngày liên tiếp. Hôm nay, lượng nước đoạn đi qua Trùng Khánh của sông Dương Tử, sông Gia Lăng, sông Phúc Kiến và các nhánh sông khác bắt đầu tăng đáng kể. Dự báo mới nhất từ Cục Thủy văn Thượng nguồn sông Dương Tử cho thấy, trong 2 ngày tới, đỉnh lũ trên các sông kể trên sẽ tiếp tục dâng lên. Trong đó, mức nước tại trạm Tiểu Hà Bá trên sông Phù Giang sẽ vượt mức nước đảm bảo từ 1 đến 2 mét. Trạm từ khí khẩu trên sông Gia Lăng cũng sẽ vượt mức nước đảm bảo từ 1 mét và nhánh sông Dương Tử đoạn qua Trùng Khánh sẽ có thể vượt quá mực nước đảm bảo 0,5 mét. Cục Kiểm soát Nguồn nước Trùng Khánh chỉ ra rằng trận lũ đầu tiên trên sông Gia Lăng vào năm 2022 đã hình thành tại Phù Giang, một phụ lưu của sông Gia Lăng và trận lũ số 4 trên sông Dương Tử sẽ sớm hình thành. Hồ chứa Tam Hiệp sẽ đạt đỉnh lũ với sức nước đầu vào hơn 55.000 mét khối trên giây vào 2 ngày tới. Để đối phó với đợt đỉnh lũ này, Trùng Khánh đã ban hành cảnh báo sớm lũ sông cấp 2 và bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 2 để phòng chống lũ lụt. Lượng mưa ở thượng nguồn sông Dương Tử vẫn chưa dừng lại. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết khu vực mưa chính vào cuối tháng vừa qua vẫn nằm ở phía đông khu vực Tây Bắc, Hoa Bắc Hoàng Hoài, Đông Bắc Hoa Nam, lưu vực Tứ Xuyên và Vân Nam. Từ tháng 6 năm nay, mưa lớn ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc đã gây ra 12 trận lũ ở các nhánh sông lớn của Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Hoài, sông Châu Giang và Thái Hồ. Đập Tam Hiệp có 3 đỉnh lũ với sức nước 50.000 mét khối mỗi giây ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Các khu vực Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương có mức nước đã vượt qua mức báo động trong thời gian lâu nhất lịch sử trong 42 ngày. Báo động lũ quá mức xảy ra trên 634 con sông trên toàn Trung Quốc. Các dự án kiểm soát lũ trên lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài đã phải đối mặt với 5.237 nguy hiểm, chủ yếu ở các sông nhánh và đê. Bên cạnh tình trạng lũ mạnh trên lưu vực sông Dương Tử, lưu lượng các trạm thủy văn chính ở khu vực đầu nguồn sông Hoàng Hà tiếp tục gia tăng do ảnh hưởng của đợt mưa liên tục vừa qua. Theo Ủy ban Bảo tồn sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước, lúc 7 giờ ngày hôm qua, đỉnh lũ 2.500 mét khối mỗi giây đã xuất hiện tại trạm thủy văn đường Nãi Hợi trên thượng nguồn sông Hoàng Hà, là trận lũ thứ tư của sông Hoàng Hà vào năm 2022. Ủy ban Bảo tồn sông Hoàng Hà đã đưa ra cảnh báo sớm màu xanh lam về tình trạng lũ lụt ở thượng nguồn sông. Và từ 8 giờ sáng hôm qua, ủy ban này đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng chống thiên tai lũ lụt ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Bộ phận phòng chống lũ lụt thuộc Ủy ban Kiểm soát Nguồn nước sông Hoàng Hà nhấn mạnh, thời kỳ kiểm soát lũ 7 hạ 8 thượng, ý nói rất hoang mang, bối rối, hiện đang ở giai đoạn căng thẳng. Theo dự báo, dòng chảy thượng nguồn sông Hoàng Hà sẽ tiếp tục tăng. Lũ Dương Tử gặp lũ Gia Lăng, thành phố thượng nguồn Tam Hiệp thành biển nước. Hai con lũ gặp nhau tại thành phố Trùng Khánh, đồng thời thành đô cũng ngập trong biển nước. Do mưa 4 ngày, lũ tại thượng nguồn Tam Hiệp đang đe dọa con đập.
Cục Thủy văn của Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã thông báo vào lúc 5 giờ sáng nay rằng lũ số 4 sông Dương Tử năm 2022 đã được hình thành ở thượng nguồn và sông Gia Lăng cũng đã xuất hiện lũ số 1 năm 2022, Trùng Khánh, nơi hai con sông hội tụ sẽ chịu áp lực kiểm soát lũ lớn. Hôm qua, một biện pháp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt cấp độ 2 đã được đưa ra. Trận mưa lớn ở Tứ Xuyên đã kéo dài 4 ngày tính đến hôm qua. Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên đã trở thành một đại dương bao la, nước dâng ở thượng nguồn sông Dương Tử đang thách thức sức bền của đập Tam Hiệp. Theo các bản tin của CNN và CCTV, do lượng mưa lớn lũ lụt vượt quá mức cảnh báo đã xảy ra một vài nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử, dòng chảy tại trạm Khu Tan trên thượng nguồn sông Dương Tử đã tăng lên 50.900 m3 mỗi giây vào lúc 5 giờ sáng qua. Hiện tại, lũ của hai con sông đã gặp nhau và đang đi qua Trùng Khánh. Sau khi đỉnh lũ số 4 của sông Dương Tử đi qua Trùng Khánh, ước tính dòng chảy tối đa của hồ chứa Tam Hiệp sẽ đạt khoảng 59.000 m3 mỗi giây vào lúc 8 giờ sáng ngày mai. Hồ Tam Hiệp gần đây đã tăng cường xả lũ. Tính đến 8 giờ sáng nay, mực nước Hồ Tam Hiệp là 153,09m, vượt mức trữ nước 8,09m, lưu lượng nước đầu vào là 47.000 m3 mỗi giây và lưu lượng nước đầu ra là 41.500 m3 mỗi giây. Ngoài ra, tính đến ngày hôm qua, mưa lớn khắp Tứ Xuyên đã kéo dài 4 ngày. Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên đã bị bao phủ bởi đại dương bao la, các thành phố và quận khác đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đoạn video cho thấy Thành Đô đã trở thành đại dương. Và vì nước dâng ở thượng nguồn sông Dương Tử sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đập Tam Hiệp nên con đập này lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Trong nhiều năm, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố rằng đập Tam Hiệp có thể chịu được lũ lụt vạn năm mới có một lần, sau đó chuyển thành nghìn năm mới có một lần. Tuy nhiên, sau nhiều tháng bị lũ lụt tàn phá trong năm nay, phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Thời báo Hoàn Cầu đã tuyên bố rằng khả năng kiểm soát lũ do mưa lớn của hồ chứa Tam Hiệp đối với vùng Trung và Hạ Lưu là có hạn. Ngoài ra, một số phương tiện truyền thông đại lục tin rằng dự án Tam Hiệp chỉ là một phần của hệ thống kiểm soát lũ lụt của sông Dương Tử và không phải là công cụ vạn năng. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ gần đây đưa tin Michael Oslin, một nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford cho biết việc chỉ dựa vào mình hồ chứa Tam Hiệp khó có thể đối phó được với lũ lụt nghiêm trọng. Ông nói trên thực tế, con đập giải phóng áp lực của nước lũ một cách nhân tạo. Vấn đề là nếu mưa tiếp tục như dự báo, nếu các đập cũ hơn, nhỏ hơn ở thượng nguồn bị hỏng, vì vậy một mình đập Tam Hiệp có thể kiểm soát được mọi thứ. Hay họ thực sự phải xả lũ không kiểm soát, điều đó có thể là thảm họa. David Sharman, giáo sư địa lý tại Đại học Alabama, người chuyên nghiên cứu lũ lụt ở sông Dương Tử ở Trung Quốc, cũng chỉ ra rằng hồ chứa Tam Hiệp không thể đối phó với lũ lụt nghiêm trọng như vậy trong năm nay. Ông nói tổng dung tích điều tiết lũ của hồ Tam Hiệp chỉ là một phần nhỏ trong tổng lượng lũ ở hạ lưu đập và trung lưu sông Dương Tử. Vì vậy, nó có thể chứa được một phần lũ không. Nhưng trong điều kiện khắc nghiệt như hiện tại, nó không có cách nào mang tới tác dụng hiệu quả. Mực nước Dương Tử tăng 12 mét trong 2 ngày. Đập Tam Hiệp mở 6 cửa xả lũ. Hôm qua, trận lũ lụt số 4 năm 2022 trên sông Dương Tử đã hình thành, khiến mực nước sông Dương Tử đã đi qua Trùng Khánh tăng 12 mét chỉ trong 2 ngày. Khu vực trung tâm nằm ở sông chính của sông Dương Tử xảy ra lũ lụt vượt ngưỡng an toàn. Nước từ sông Dương Tử đổ vào khu trung tâm thành phố Trùng Khánh gây lũ lụt trên diện rộng. Đập Tam Hiệp vì để bảo vệ mình, lần nữa đã mở 6 cửa cống xả lũ với lưu lượng xả đạt 41.600 m3 trên giây. Theo báo cáo, 41 nhánh sông ở thượng nguồn sông Dương Tử, bao gồm sông Mân Giang, sông Đà Giang và sông Gia Lăng đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo, khiến mực nước trên sông Dương Tử dâng cao. Hiện tại, lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử đã tới Trùng Khánh. Theo trang web Thủy văn sông Dương Tử, mực nước tại trạm thốn thang Trùng Khánh trên sông Dương Tử đã tăng 12 mét chỉ trong 2 ngày. Theo báo cáo chính thức của truyền thông Trung Quốc, trận lũ số 4 năm 2022 trên sông Dương Tử đã hình thành ở thượng nguồn sông. Do chịu ảnh hưởng bởi nước đến từ thượng nguồn, mực nước trên sông Dương Tử ở khu trung tâm thành phố Trùng Khánh đã vượt ngưỡng an toàn 0,1 mét. Một số khu chợ đầu mối dọc bờ sông đều bị ngập. Trùng Khánh đã ban bố ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 2. Theo dự báo của Cục Thủy văn, mực nước cao nhất ở trạm Thái Viên Bá lúc 22 giờ ngày hôm qua trên sông Dương Tử vượt ngưỡng an toàn khoảng 0,75m. Mực nước cao nhất vào 23 giờ đêm qua ở trạm Bắc Thốn Than trên sông Dương Tử vượt ngưỡng an toàn khoảng 0,35m.
Qua video được cư dân mạng đăng tải cho thấy mực nước sông Dương Tử ở Trùng Khánh vượt quá ngưỡng an toàn. Nước sông từ sông Dương Tử tràn thẳng vào thành phố khiến nhiều cửa hàng và nhà dân bị ngập. Đường phố và mặt sông Dương Tử hòa là một với độ sâu từ 1 đến 2 mét. Theo ước tính chính thức đến 8 giờ sáng nay, lũ sẽ đi qua đập Tam Hiệp, lưu lượng lớn nhất chảy vào hồ đạt 59.000 mét khối mỗi giây. Trong ngày hôm qua, đập Tam Hiệp lần nữa mở 6 cửa cống xả lũ với lưu lượng xả đạt 41.600 mét khối mỗi giây. Lũ số 4 trên sông Dương Tử từ xuyên lở đất, chó mẹ gieo mình xuống dòng lũ cứu con. Nhiều nhánh sông đã có mực nước vượt ngưỡng báo động đe dọa thượng lưu đập Tam Hiệp. Sáng sớm hôm qua, trận lũ số 4 năm 2022 trên sông Dương Tử đã hình thành ở thượng nguồn sông. Cùng ngày, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại một thị xã ở thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên. Vụ tai nạn đã khiến một người chết và hai người mất tích. Vào lúc 5 giờ sáng qua, Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ra thông báo rằng dòng chảy tại trạm thuấn than trên thượng nguồn sông Dương Tử đã lên đến 50.900 m3 mỗi giây và đạt tiêu chuẩn cấp số lũ theo quy định về đánh số lũ. Trận lũ số 4 năm 2022 của sông Dương Tử đã được hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Dự kiến lưu lượng đỉnh lũ tối qua tại trạm thuấn than là khoảng 58.000 m3 trên giây và lưu lượng lớn nhất chảy vào hồ chứa Tam Hiệp vào lúc 8 giờ sáng nay khoảng 59.000 m3 mỗi giây. Trận lũ lần này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Sông Đà Giang, sông Bồi Giang, nhánh sông ở thượng nguồn sông Dương Tử đều xuất hiện lũ vượt ngưỡng an toàn. Sông Mân Giang và nhánh sông từ thị trấn Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đến Thốn Than, thành phố Trùng Khánh xuất hiện lũ vượt mức báo động. Vào lúc 8 giờ 19 phút sáng qua tại tổ 3 xã Thanh Bình, thị trấn Đông Hà, huyện Vượng Thương, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra một vụ sạt lở núi khiến hai ngôi nhà bị cuốn trôi, một người chết và hai người mất tích. Video trực tuyến cho thấy thôn làng thuộc thị trấn Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bị ngập nước. Nước ngập cao gần bằng phần vai của người trưởng thành, ô tô bị ngập nước, nhà ngói xung quanh bị ngập gần đến mái nhà. Một video lan truyền trên mạng cho thấy khi thị trấn Mỹ Sơn bị ngập, một con chó mẹ đã không màng đến an nguy của tự thân, liều mình nhảy xuống dòng lũ. Đối diện với dòng nước xiết, con chó mẹ không chùn bước. Giữa biển nước mênh mông, chó mẹ đã theo trí nhớ tìm đến chỗ con mình. Sau một phen cố gắng, chó mẹ đã thành công đưa con lên bờ. Huyện Tư Trung, thành phố Nội Giang, Tứ Xuyên cũng chịu tình cảnh tương tự. Tầng 1 của tòa nhà dân cư đều bị ngập. Kính thưa quý vị các bạn, bão số 3 còn chưa đổ bộ, Liêu Ninh, Trung Quốc đã mênh mông biển nước. Như dự báo, đợt mưa rất lớn trong 4 ngày đã bắt đầu ở một vài tỉnh Trung Quốc. Tâm bão còn chưa tới, nhiều nơi đã ngập nặng. Hôm qua, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh hứng chịu một trận mưa rất lớn, ngay lập tức toàn thành phố trở thành biển nội địa. Trạm thời tiết địa phương đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trung tâm giám sát và cảnh báo sớm thiên tai đã đưa ra cảnh báo phòng chống lũ lụt cấp 2. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, cơn bão số 3 mã hiệu quốc tế WP032022 đã liên tục được các trung tâm khí tượng các nước trong khu vực nâng cấp bão trong vài ngày vừa qua. Tâm bão có khả năng di chuyển vào tỉnh Liêu Ninh và có thể trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào vùng Đông Bắc Trung Quốc kể từ đầu năm, gây ra các đợt mưa rất lớn. Đài quan sát khí tượng Thẩm Dương đã ban hành cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trung tâm giám sát và cảnh báo sớm thiên tai đưa ra cảnh báo phòng chống lũ lụt cấp 2. Một đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy thành phố Thẩm Dương bị ngập nặng do mưa lớn, nhiều tuyến đường biến thành sông, các phương tiện bị ngâm trong nước sâu hơn 1 mét, giao thông toàn thành phố gần như tê liệt. Cuồng phong của cơn bão cũng đã lan đến thành phố đảo Tân Hoàng ở tỉnh Hà Bắc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Một số ô tô trên đường phố bị lũ cuốn trôi, thành phố Đại Liên cũng không thể tránh khỏi. Kính thưa quý vị các bạn, sáng nay cơn bão số 3 đã đổ bộ vào các khu vực ven biển Đông Cảng, Liêu Ninh. Theo báo cáo, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Trung Quốc kể từ năm 1949. Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão màu đỏ. Đây cũng là mức cảnh báo bão cao nhất. Sức gió lớn nhất gần tâm bão đạt cấp 13, khoảng 38 mét trên giây. Theo các phương tiện truyền thông địa phương của Liêu Ninh, sáng nay thành phố này đã cho đóng cửa các trường học, danh lam thắng cảnh. Cục đường sắt Thẩm Dương đã tạm dừng hoạt động 108 chuyến tàu khách. Hiện các vụ thu hoạch như ngô, đậu tương, lúa ở vùng Đông Bắc đã gần chín. Cơn bão số 3 sẽ gây thiệt hại rất lớn cho nông nghiệp địa phương. Đại Liên bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão.
Và ngày hôm nay, ba cảnh báo đỏ đã được đưa ra liên tiếp và các hoạt động bình thường của thành phố đều đã phải tạm dừng lại. Theo báo cáo, đã có mưa bão lớn 100-150mm ở các khu vực miền Trung và Đông Hắc Long Giang, hầu hết Cát Lâm, Đông Liêu Ninh và Đông Nam Nội Mông. Đài dự báo Đại dương Quốc gia của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo sóng màu da cam. Từ trưa qua đến trưa ngày nay, một cơn sóng khổng lồ cao 8-12m sẽ xuất hiện ở Hoàng Hải và một con sóng cao 4-6m sẽ xuất hiện ở khu vực phía bắc của biển Hoa Đông. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy bão số 3 đổ bộ vào Liêu Ninh với sức công phá đáng kinh ngạc và là cơn bão mạnh nhất ở Đông Bắc Trung Quốc trong 73 năm qua. Gió mạnh cuốn theo mưa lớn khiến các thành phố ven biển và vùng nông thôn phải kích hoạt chế độ quan sát biển lập tức ở khắp nơi. Cơn bão đã tấn công doanh khẩu Liêu Ninh và gây ra một cơn lốc xoáy. Các tòa nhà và vật thể bị phá hủy bởi gió giật tung lên trời. Siêu bão lao thẳng vào Liêu Ninh, Trung Quốc, vòi rồng xới tung đường phố. Kính thưa quý vị và các bạn, bão số 3 đổ bộ vào Liêu Ninh đã để lại hậu quả thật khủng khiếp. Toàn Sơn Đông biến thành biển nội địa. Sân bay ngập nước, chung cư phải phá tường để thoát nước, người dân than trách chính quyền. Vào ngày hôm qua, do ảnh hưởng của bão số 3, toàn bộ bán đảo Sơn Đông, Trung Quốc phải hứng chịu những cơn mưa lớn. Nhiều thành phố ở Sơn Đông đã phát tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu đỏ. Đặc biệt, Thanh Đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả sân bay Thanh Đảo bị nước nhấn chìm, rất nhiều ô tô trên đường phố, khung cảnh giống hệt như một biển nội địa. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, do chịu ảnh hưởng của bão số 3, bán đảo Sơn Đông và những nơi khác có mưa rất to và mưa to cục bộ. Thanh Đảo, Chiêu Viễn, Lai Tây, Yên Đài và những nơi khác đã ban hành cảnh báo mưa lớn màu đỏ. Hầu hết các danh lam thắng cảnh, trường học phải đóng cửa, giao thông đường bộ gần như tê liệt, nhiều chuyến tàu bị hoãn, tạm dừng hoạt động. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy sân bay Thanh Đảo mênh mông biển nước, nước sâu tới 20cm. Trong khi Thanh Đảo bị ngập lụt thì truyền thông của chính quyền Trung Quốc đã làm một video chế nhạo hệ thống cống rãnh do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm khiến cư dân mạng phàn nàn. Thật là nực cười, đất nước hùng mạnh như vậy lại đi hy vọng vào hệ thống thoát nước do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm rằng sẽ không bị ngập lụt. Sự vùng lên của một cường quốc hóa ra lại phụ thuộc vào nước ngoài. Cho dù những điều tốt đẹp được nước bạn mang đến, chúng cũng sẽ trở thành rác rưởi bởi vì phía chính quyền chỉ biết đòi hỏi, không biết bỏ ra, càng không biết bảo vệ. Sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một điều xấu hổ đối với thế giới. Người ta cũng nói rằng những người có lương tâm trong chính quyền đang nhầm lẫn đúng sai rồi, một cư dân mạng cho biết. Một cư dân mạng đăng thêm một video cùng dòng bình luận. Chung cư nguyên trang ở Thanh Đảo bất ngờ đập tường để xả nước. Đây là suy nghĩ của người Trung Quốc, chỉ cần đập phá, giết chóc. Trong mắt người Trung Quốc, không có sự hướng dẫn, không có giao tiếp, không có đôi bên cùng có lợi, không có tương lai, chỉ có suy nghĩ rằng liệu lợi ích này có thể thu được ngay bây giờ hay không. Thật ấn tượng nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không bị loại bỏ, không có tương lai, không có hy vọng, không có nền văn minh và mọi thứ, cuối cùng sẽ chỉ là cái chết. Trong video thành phố Lâm Nghi bị ngập lụt, cư dân mạng Trung Quốc viết, một trong những điều tuyệt vời của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tất cả đều là lỗi của người khác. Do lỗi của bão mà thành phố ngập lụt như thế này, do thảm họa tự nhiên, gió là một thiên tai, ngủ là một thiên tai, đi bộ là một thảm họa tự nhiên. Thậm chí ăn vào có thể gây ra thiên tai, ý nói tới lệnh cấm ăn thừa đồ ăn để bảo vệ an toàn lương thực thực phẩm. Thiên tai lớn nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta phải thoát khỏi thảm họa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và lúc 11 giờ sáng qua, Sơn Đông đã có tổng cộng 44 cảnh báo bão, 25 cảnh báo mưa lớn có hiệu lực. Cư dân mạng đăng bài dưới đây đã cảm thán sau khi đăng lời than của một người vùng Sơn Đông. Hãy để mọi người nghe phương ngữ Sơn Đông chính thống. Quản lý đất nước thực sự rất dễ dàng. Đây là cách dễ nhất để quản lý đất nước. Nếu bạn có nhiều người, bạn sẽ phải kế hoạch hóa gia đình. Nếu bạn có nhiều ô tô, bạn sẽ có số chẵn và số lẻ. Nếu vận khí không tốt, bạn sẽ ra lệnh cho các công ty ngừng sản xuất. Nếu không đủ tiền, bạn sẽ tăng thuế. Bạn sẽ diễu hành. Nếu bạn không thuyết phục được dân, bạn sẽ làm dân sợ chết khiếp. Thưa quý vị, lũ số 4 vừa đi qua, Trung Quốc lại sắp đón lượng nước lớn trong 4 ngày tới. Điều này có thể khiến tình hình thảm họa lũ lụt trở nên tồi tệ hơn.
tình hình mưa lũ ở Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Trận lũ số 4 trên sông Dương Tử vừa đi qua hồ chứa Tam Hiệp. Ngày hôm nay, đoạn sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Đông cũng hứng chịu trận lũ lớn nhất trong 22 năm qua. Nhưng không chỉ vậy, theo dự báo thời tiết, trong vòng 4 ngày tới, Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to và nguy cơ xảy ra một đợt lũ quét mới. Ngày hôm qua, Cục Sơn Đông sông Hoàng Hà xác nhận rằng đỉnh lũ đã tràn vào Sơn Đông lúc 2 giờ chiều ngày mai. Lực lượng của trạm cao thôn trên dòng chính sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Đông vượt qua 4.000 mét khối trên giây. Theo quy luật diễn biến của dòng nước, tổng hợp cân nhắc việc dẫn chuyển dòng nước, tính trước tình huống xả lũ hồ Đông Bình khi nước đổ về hồ gia tăng, dự tính ngày mai tại trạm Ngải Sơn trên sông Hoàng Hà sẽ xuất hiện lưu lượng nước cực lớn. Tính đến 8 giờ sáng ngày mai, lưu lượng của trạm thủy văn cao thôn đạt 4.330 mét khối trên giây. Mực nước của hồ Đông Bình cũ trong khu vực chứa nước lũ quan trọng của hạ lưu sông Hoàng Hà là 42,02 mét, vượt mức nước cảnh báo 0,3 mét. Tình hình kiểm soát lũ của hồ Đông Bình rất nghiêm ngặt. Tỉnh Sơn Đông đã phải phá dỡ 54 cây cầu nổi trên sông Hoàng Hà. Điều đáng nói là do ảnh hưởng bởi lượng mưa ở thượng và trung lưu sông Hoàng Hà, và lúc 1 giờ chiều qua, lưu lượng lũ cao nhất tại trạm Đồng Quan trên sông Hoàng Hà đạt 6.300 mét khối trên giây. Đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1998. Hiện tại địa phương vẫn đang chờ đỉnh lũ đi qua. Tuy nhiên, Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo do ảnh hưởng tổng hợp của không khí lạnh và ấm từ nay đến 4 ngày tới, mưa lớn sẽ xảy ra ở trên diện rộng với lượng mưa dao động từ 20 đến 50 mm, trong đó 7 tỉnh và thành phố bao gồm Bắc Kinh, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu và Vân Nam sẽ có mưa rất to, khiến tình hình thảm họa lũ lụt trở nên tồi tệ hơn. Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Bộ Thủy lợi cùng các bộ phận liên quan đã tổ chức cuộc họp vào ngày hôm qua. Cuộc họp nhận định mực nước hiện tại hồ chứa Tam Hiệp và một số đoạn trên dòng chính trung hạ lưu sông Dương Tử vẫn ở mức cao. Thượng và trung lưu sông Hoàng Hà đang duy trì lượng nước lớn, đợt mưa lớn mới trên diện rộng sắp tới không thể chủ quan, nhất định cần hết sức coi trọng lũ lụt, thảm họa sạt lở núi ở một số khu vực và an toàn của hồ chứa. Kính thưa quý vị, lũ số 4 trên sông Hoàng Hà vừa qua đi, lũ số 5 lại đến. Liên tiếp các trận mưa lớn, những cơn lũ gối đầu nhau cùng các trận bão tiến thẳng vào đại lục đang khiến mùa mưa năm nay Trung Quốc nguy hiểm hơn. Mưa lũ tại Trung Quốc vẫn liên tục xảy ra không ngừng. Ngày hôm nay, sông Hoàng Hà lại phải hứng chịu trận lũ thứ 5 trong năm 2022. Trận lũ số 4 sông Hoàng Hà vừa đi qua tỉnh Sơn Đông và cũng là trận lũ lớn nhất trong 22 năm qua. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã khẩn cấp tháo gỡ 54 cây cầu nổi trên lưu vực sông Hoàng Hà để ứng phó với đỉnh lũ. Theo phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, do ảnh hưởng của lưu lượng nước từ thượng nguồn và lượng mưa ở vùng trung lưu sông Hoàng Hà, mực nước tại các trạm thủy văn chính ở Cam Túc, Sơn Tây và Thiểm Tây trên lưu vực sông Hoàng Hà đã liên tục tăng mạnh. Vào lúc 12 giờ 06 phút hôm qua, lưu lượng nước tại trạm thủy văn Đồng Quan trên sông Hoàng Hà đạt 5.230 mét khối trên giây. Đây cũng là trận lũ thứ tư của sông Hoàng Hà trong năm 2022. Hôm nay, trạm Đồng Quan trên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Đông đã hứng chịu đỉnh lũ lớn nhất trong 22 năm qua với lưu lượng lũ đạt 6.600 mét khối trên giây. Vùng trung và hạ lưu sông Hoàng Hà đã ban hành ứng phó khẩn cấp về tình hình thiên tai. Theo đó, 54 cây cầu nổi ở lưu vực sông Hoàng Hà, tỉnh Sơn Đông đã được khẩn cấp tháo dỡ để ứng phó với đỉnh lũ. Theo báo cáo, 34 con sông bao gồm Lan Châu và Thạch Chỉ Sơn ở thượng lưu sông Hoàng Hà, dòng chính Đồng Quan ở khu vực trung lưu, đoạn sông Ngải Sơn thuộc dòng chính vùng hạ lưu, sông Thao ở Cam Túc và Sào Hồ ở An Huy đã vượt mức cảnh báo. Lượng mưa lớn kéo dài trong thời gian gần đây ở Cam Túc đã góp phần rất lớn khiến sông Hoàng Hà bị ngập lụt. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, nhiều con sông ở tỉnh Cam Túc đã xảy ra lũ trên mức báo động. Ví dụ như lúc 8 giờ hôm kia, lưu lượng nước đo được tại trạm Lục Khúc trên sông Thao là 152 mét khối trên giây, trạm Hà Hà trên sông Đại Hà là 41,1 mét khối trên giây, trạm Sâu Khúc trên sông Bạch Long Giang là 452 mét khối trên giây. Trạm Gia Bá tại huyện Thủy Thành, Tây Hán là 781 mét khối trên giây. Đoạn video do người sử dụng mạng đăng tải cho thấy, vào ngày hôm qua, do mưa lớn, một trận lũ lụt xảy ra tại huyện Khang, thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc. Nước sông tràn qua bờ đê và đổ thẳng vào thị trấn. Đường phố ngay lập tức biến thành sông, ô tô, đồ đạc và vật dụng bị lũ cuốn trôi. Lượng mưa lớn trong thời gian dài đã gây ra các thảm họa sạt lở núi, đất đá. Theo dự báo của Đài khí tượng, do bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, dự kiến 4 ngày tới một số khu vực ở miền Trung và đông phía đông bắc Trung Quốc, phía đông Hoàng Hoài và phía bắc Giang Tô cùng một số khu vực khác sẽ có mưa vừa đến mưa to. Một số nơi sẽ có mưa to đến rất to. Vùng hạ lưu của lưu vực sông Hoàng Hà đang phải đối mặt với đợt lũ lụt nghiêm trọng hơn.